Sáng nay, các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ông Vũ Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, ông Cầm Hà Trung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hạ Hòa trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông tin với cử tri nội dung chương trình dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác, đồng thời thông tin về các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. Cử tri huyện Hạ Hòa đề nghị tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, tăng mức trợ cấp cho người từ 80 tuổi trở lên, quan tâm đến chế độ chính sách đối với những quân nhân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự thời điểm xuất ngũ từ năm 1995 đến năm 2006. Cử tri cũng đề nghị các cấp ngành có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính, hoàn thành việc in ấn bản đồ địa giới hành chính giữa xã Đại Phạm của huyện Hạ Hòa với các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu cứng qua sông Hồng kết nối giữa quốc lộ 32C, địa phận xã Hiền Lương với quốc lộ 2D, địa phận xã Đan Thượng đi tỉnh Yên Bái để nhân dân thuận tiện cho việc giao thương. Cử tri cũng mong muốn Trung ương và tỉnh có chủ trương chính sách đặc thù đối với cán bộ công chức dôi dư có nhu cầu nghỉ, chốt thời gian đóng bảo hiểm, chuyển việc khác, hỗ trợ khuyến khích đối với cán bộ công chức thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi nhằm tinh giản biên chế. Bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã thông tin thêm và làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những nội dung khác được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.